Xin chào các bạn. Thì video này tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn học cái phần mềm Illustrator ha. Thì tiếp theo cái giáo trình tôi đã tải phía dưới video này á, thì chúng ta đã vừa học xong cái cách mà tùy biến cái cửa sổ làm việc chúng ta, giống như cái nơi làm việc chúng ta cho nó phù hợp với chúng ta nhất ha, không ai gì là giống ai. Rồi thì đáng lẽ chúng ta sẽ tới cái mục số 5, nhưng mà tôi cảm thấy là chúng ta học lý thuyết như thế nó hơi bị nhàm chán ha. Thì tôi sẽ nhảy qua số 5, số 6, số 7, số 8, số 9. Chúng ta sẽ tới phần số 10 ha. Tôi sẽ lồng những cái phần này vào trong những cái phần khác ha, cho nó dễ tiếp thu hơn. Rồi tiếp theo cái phần số 10 này chúng ta sẽ thực hiện là tạo ra các hình cơ bản đây, như hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn gì đó. Chúng ta sẽ tạo ra các hình đó, sau đó chúng ta sẽ thực hiện tô màu xong rồi chúng ta di chuyển, chỉ đơn giản vậy thôi ha. Video này chúng ta chỉ làm đơn giản vậy thôi. Rồi, các bạn mở cái phần mềm lên, Illustrator. Thì các bạn mở tạo cho tôi một cái trang trắng ha, Ctrl N. New á, thì tạo mới một cái trang trống bất kỳ. Rồi, trang này cũng được, trang này. Rồi, trang trống mới bất kỳ đi ha. Array. Rồi, thì một cái trang trống mới như thế này á, thì các bạn sẽ lưu ý tới phần bên tay trái nè, học công cụ bên tay trái nè. Sẽ tôi phóng lớn cái cửa sổ đi. Rồi, bạn sẽ nhìn thấy cột cái công cụ bên tay trái này ha. Có cái những cái công cụ này, thì bạn lưu ý khi một cái công cụ nào đó ở dưới góc trước cùng bên tay phải, nó sẽ có cái dấu mũi tên sẽ chỉ xuống như thế này. Thấy chưa? Bất kỳ cái công cụ nào có cái dấu mũi tên chỉ xuống như thế này, thì bạn lít cái gì? Bạn lít lít chuột phải vào đây, sẽ đây. Rồi, bất kỳ cái công cụ nào ở dưới góc cùng bên tay phải nó có dấu mũi tên như thế này, vì có hai cách để mở ra những cái công cụ bên trong, nó sẽ có nhiều công cụ bên trong nữa. Thì giả sử như bạn lít dòng công cụ, lít chuột trái giữ trái khoảng giây gì đó, chưa tới giây, thì sẽ có những cái công cụ bên trong hiện ra để bạn chọn. Hoặc là cái cách này tôi không làm cách đó ha, cái cách này tôi thường hay sử dụng hơn là tôi di chuyển đến công cụ đó, công cụ mà có bên trong những công cụ khác, lít chuột phải. Thấy chưa? Tôi lít chuột phải thì nó nhanh hơn, thì nó sẽ hiện ra những cái công cụ bên trong. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ giả sử giờ các bạn sẽ di chuyển đến cái công cụ này nè, có thể là hình chữ nhật, hình vuông, nó tùy theo cái công cụ mà bạn sử dụng gần nhất, thì nó sẽ hiện ra trên cùng. Trường hợp này tôi chưa dùng gì hết thì nó sẽ hiện ra cái hình chữ nhật là rectangle tool, phím tắt là chữ M đó. Rồi, bạn lít chuột phải, bạn chọn cho tôi cái đầu tiên nè, rectangle tool. Thì bạn tập cái thói quen khi bạn nhìn cái đầu tiên là cái icon của cái công cụ, thì bạn nhìn đi cho bạn nhớ ha. Cái thứ hai là chữ tiếng Anh rectangle tool, cái thứ ba là cái shortcut ha, cái shortcut là cái lỗi là cái thứ ba là cái phím tắt ha, phím tắt là chữ M. Rồi, giả sử tôi chọn vẽ chúng ta sẽ học vẽ hình chữ nhật trước, thì bạn chọn công cụ này ha, lít vào đây, hoặc là phím tắt là chữ M. Thì tôi sử tôi vẽ một cái hình chữ nhật, đại khái là tôi vẽ hình chữ nhật như thế này đi. Thì chúng ta chỉ việc là lít giữ chuột trái không buông. Rồi, thấy chưa, tôi đã vẽ được đơn giản một cái hình chữ nhật đơn giản thôi, chúng ta vẽ chữ nhật thôi. Rồi sao nữa, sau khi tôi vẽ xong hình chữ nhật rồi á, thì tôi tô màu đi. Thì tô màu thì có hai loại, có hai cái tôi cần tô màu ha, là một là cái hình nền, hai là đường viền. Hình nền giả sử như giờ tôi muốn tô cái hình chữ nhật này màu đỏ hay màu vàng gì đó, giả sử tôi chưa đá động gì tới bên cái phần pano bên tay phải ha, là cái bảng điều khiển bên phải, thì tôi tô màu đi. Tô màu thì bạn lít vào đây nè, trên cái thanh thuộc tính của cái công cụ là lưu ý ha, khi bạn đang chọn đối tượng nào thì cái góc này nè nó sẽ hiện cho bạn biết là tên cái đối tượng mà đang chọn. Giả sử tôi đang chọn là hình chữ nhật, thì cái này nó sẽ hiện ra chữ là rectangle là tôi đang chọn hình chữ nhật ha. Rồi, trường hợp mà bạn lỡ lít rồi tôi đang chọn hình chữ nhật đây, rồi tôi muốn tô màu nền cho cái hình chữ nhật này làm sao, thì tôi lít vào cái vuông này có rất là nhiều màu đây ha, chưa, thì bạn muốn màu nào đó bạn cứ chọn thử. Sẽ tôi tô màu đỏ đi. Rồi sao nữa, tôi màu đỏ. Rồi còn cái đường viền của cái hình chữ nhật này là tôi tô màu gì đây? Tôi tô màu vàng, thì tôi lít vào cái màu cái bên, màu vàng. Thấy chưa? Đó, cái đường viền nó hơi nhỏ, giả sử tôi lít vào đây để tăng cái độ dày của đường viền lên. Lít vào đây từ số 1 lên số 2 nè, thấy chưa? Hoặc là bạn lít vào đây để bạn chọn trực tiếp đi luôn là nè, số 5, số 6 đây, thấy chưa? Giờ tôi đã vẽ được một cái hình chữ nhật có cái đường viền là màu vàng và cái độ dày đường viền là 6. Và đường viền là 6 đây, và cái màu nền là màu fill đó. Thay nói là đường viền là chót, còn màu nền là fill đó ha. Fill là màu đỏ. Rồi, giờ chúng ta đã xong được một cái hình chữ nhật.
Trường hợp mà sau khi tôi vẽ xong tôi muốn di chuyển hình này thì làm sao? Bạn chọn cho tôi cái dấu mũi tên màu đen này, Selection Tool, phím tắt là chữ V, thấy chưa? Rồi, tôi chọn đây, tôi chọn sau đó tôi click vào hình chữ nhật, tôi di chuyển, thấy chưa? Tôi di chuyển đến vị trí bất kỳ tôi muốn. Tôi click và giữ trái thông buông tôi rê tới vị trí nào đó mong muốn thì tôi buông chuột trái ra, thấy chưa? Chỉ đơn giản như thôi. Rồi, sau khi tôi vẽ xong hình chữ nhật thì tôi click vào đây, tiếp tục tôi vẽ hình gì? Trường hợp tôi vẽ hình vuông thì làm sao? Ha, cũng như vậy nhưng mà tôi vẫn vẽ hình vuông. Thì bạn khi bạn vẽ, trường hợp mà bạn giả sử như bạn vẽ tùy ý như thế này, bạn rê tùy ý như thế này, hình như thế này thì nó sẽ là hình chữ nhật. Rồi xóa thì bạn nhấn cái phím, bạn chọn đối tượng, bạn nhấn phím delete á. Phím delete là phím xóa, chứ còn phím bạn xóa, đơn giản như thôi. Rồi tôi vẽ hình vuông ha, tôi chọn lại đây, chọn công cụ này lại, tôi vẽ hình vuông. Thì khi bạn click chuột trái ha, tôi đang click và giữ trái không buông tôi rê như thế này, và kèm theo đó là tôi nhấn thêm một cái phím tắt là phím shift ha, nghĩa là tay phải thì tôi đang giữ trái không buông tôi rê, và tay trái thì tôi giữ phím shift, thì tự động nó sẽ ra cái hình vuông. Bây giờ tôi sẽ rê chuột trái, tôi không buông trái ha, để tôi tùy chỉnh cái kích thước nhỏ hay lớn, hay lớn của cái hình vuông này. Thật sự tôi cho cái hình vuông này như thế này, rồi tôi buông trái ra, sau tôi mới buông phím shift ra, thì tôi sẽ được một cái hình vuông như thế này. Cho tôi tô màu lại cái màu fill đi, tôi cho màu fill là cái màu nền đó, màu xanh lá cây. Đường viền thì tôi vẫn cho màu vàng, thấy chưa? Hoặc là bạn muốn đổi đường viền thì màu xanh dương như sử gì. Rồi, là cái cách tô màu. Xong. Về di chuyển thì bạn có thể nhấn vào đây hoặc là phím tắt tô bột. Các bạn phải nhớ cho tôi cái phím tắt này ha, chữ V là di chuyển. Di chuyển đối tượng, thấy chưa? Di chuyển. Rồi. Xong. Ta đã xong được hai hình là chữ nhật và hình vuông. Tiếp tục bạn làm tương tự giống với những cái hình còn lại ha. Giả sử như bạn click chuột phải vào đây, hình ellipse, phím tắt là chữ L. Rồi, tôi vẽ hình ellipse. Tôi click giữ trái không buông và tôi vẽ thôi. Lưu ý cái màu và cái màu nền và màu viền nó sẽ lấy theo cái hình mà cuối cùng bạn vừa vẽ, nó sẽ lấy cái đối tượng nó lại, thấy chưa? Rồi trường hợp mà tương tự vậy, tôi muốn vẽ hình tròn thì sao? Thì bạn vẫn vẽ tương tự như hình ellipse và bạn giữ cái phím shift thì tự động nó sẽ ra hình tròn ha. Nghe tay phải tôi đang giữ chuột, tay phải tôi đang click chuột trái đó, giờ tôi rê, giờ tay trái tôi giữ phím shift thì sẽ ra hình tròn. Sau đó tôi buông chuột trái, buông chuột trái ra, sau đó tôi buông phím shift ra, thấy chưa? Được hình tròn. Đó. Rồi tôi tô màu đi, hình tròn này tôi tô màu hường. Còn đường viền thì bạn sẽ hỏi trường hợp chúng ta không muốn tô màu đường viền, không cho tôi có đường viền luôn thì sao? Thì đơn giản lắm, bạn với việc là chót này nè, là cái độ dày bạn cho bằng không cho tôi. Đây là một cách ha, bạn cho bằng không luôn thì tự động bạn sẽ thấy hình tròn này không có đường viền. Hoặc là bạn làm nhanh hơn bằng cách là bạn click vào cái chót này nè. Bạn click vào cái màu chót này nè, bạn chọn cho tôi cái ô đầu tiên có hình ô màu trắng. Có dấu màu đỏ gạch từ bên phải qua bên trái thì sẽ bỏ đường viền, thấy chưa? Đó. Rồi chúng ta đã tạo ra được một cái hình tròn màu hồng không có đường viền, thấy chưa? Rồi. Tiếp tục chúng ta tới vẽ những cái hình khác là hình polygon, là hình đa giác. Thì bạn chọn đây nè, click chuột phải vào đây chọn polygon, không có phím tắt ha. Rồi click xin lỗi bạn rê đi, ta hướng dẫn các bạn cái cách trực quan trước là chúng ta sẽ rê vẽ, sau đó chúng ta sẽ làm một cái cách là chính xác sao, là tuyệt đối sao, là chúng ta sẽ nhập thông số sao. Rồi thì bạn click vào đây bạn rê, thấy chưa? Được cái hình polygon. Nhấn phím V, phím tắt là di chuyển đó, V là selection tool đó, để di chuyển hình này, thấy chưa? Rồi còn một cái thao tác nữa là trường hợp chúng ta thấy cái màn hình chúng ta hết chỗ chúng ta vẽ rồi, thì khi bạn làm sao thì bạn phải di chuyển màn hình bằng cách là tay trái bạn giữ phím spacebar, chính là cái phím mà dài nhất trên bàn phím bạn á, kèm theo đó thì bạn giữ á, thì cái con chỗ chuột bạn sẽ biến thành cái bàn tay, thấy chưa? Bàn tay đây đó, khi tôi nhấn phím spacebar bàn tay đây, sau đó tôi sẽ giữ chuột trái và tôi rê để di chuyển cái màn hình dòng dĩa của tôi, thấy chưa? Rồi tương tự vậy tôi vẽ tiếp cái hình polygon này và tôi giữ phím shift để tôi thấy điều gì ha. Tôi sẽ thấy là cái hình polygon đa giác của tôi á, nó sẽ ngay ngắn hơn ha, nó sẽ cạnh, nó sẽ ngay hơn, nó không có xéo như cái hình đa giác tôi không giữ phím shift. Rồi tiếp tục tôi sẽ vẽ hình tam giác, xin lỗi, hình star stone là ngôi sao. Đây là vẽ ngôi sao cho bạn xem, thấy chưa? Ngôi sao tôi được xây tùy ý nè ha, xây tùy ý tùy tôi. Sau đó tôi buông trái ra, rồi tô màu đi, tô màu tôi muốn sao màu sao đỏ, thấy chưa? Sao đỏ đường viền màu vàng, click vào đây cho đường viền màu vàng, thấy chưa? Đường viền một hay nhỏ tôi cho dày lên cho bạn xem cho rõ. Rồi đường viền là đồ dày là 4,
Rồi, trường hợp tôi vẽ, tiếp tục tôi vẽ ngôi sao mà tôi giữ phím shift thì sao? Thì bạn sẽ thấy là ngôi sao tôi sẽ ngay ngắn hơn, thấy chưa? Nó sẽ ngay ngắn hơn chứ nó không có xiên quẹo như cái ngôi sao tôi vẽ tùy ý không giữ phím shift, thấy chưa? Rồi, tiếp tục tôi vẽ hình khác, là tôi vẽ hình cái platoon này thì tôi khoan hay nói đi, tôi tạm bỏ qua đi, tới phần sau tôi sẽ nhắc lại ha. Chúng ta đang học cái bước đầu tiên mà. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ tới vẽ cái gì đây, vẽ cái này đây. Rồi cái line này chúng ta sẽ vẽ đường thẳng ha, nó sẽ có dùng mũi tên là một click chuột phải để chọn những công cụ bên trong, thì chúng ta sẽ vẽ đường thẳng là line đây, phím tắt là dấu gạch xéo từ trái qua phải đây, bằng click một điểm, xin lỗi, bằng click và dấu trái không vuông và bằng rê, bạn sẽ vẽ được một cái đường thẳng. Thì cái đường thẳng này nó sẽ không có đường viền hay mặt đỉnh, nó không có đường viền, nó chỉ có cái đường, xin lỗi, không có hình nền là fill đó, nó chỉ có cái bên tay phải là cái đường viền thôi. Đây là stroke, là đường viền màu vàng, độ dày là 4, thấy chưa? Nó chỉ có cái đường viền thôi, tôi tô màu đỏ cho bạn thấy, thấy chưa? Nó chỉ có đường viền thôi. Rồi trường hợp này khi mà bạn muốn vẽ đường thẳng làm sao, thì tay trái mà giữ phím shift đây, khi tôi vẽ đường thẳng nè, tay phải thì tôi vẽ như thế này, click giữ trái không buông, giờ tôi rê, và khi rê như thế này thì đây là hướng tùy ý nè, nhưng mà khi tay trái tôi giữ phím shift thì nó sẽ ra một cái đường thẳng ngang, thấy chưa? Tôi muốn đường dọc xuống thì tôi click vào đây và tôi rê, tay trái giữ phím shift để ra một cái đường thẳng đứng, nói chung là một cái đường thẳng đứng 90 độ đó ha. Rồi tiếp tục tôi vẽ cái arc tool là vẽ một cái đường cong đây, click vào đây và tôi rê như thế này, vẽ ra một đường cong, thấy chưa? Click vào đây vẽ ra đường cong, tôi giữ phím shift thì cái cung này nó sẽ là cái cung 45 độ, hãy sửa như vậy đó. Khi tôi giữ phím shift thì sẽ cung 45 độ. Thì cái này cũng ít sử dụng lắm, arc tool ít sử dụng. Cái spiral tool này là vẽ hình xoắn ốc thôi, thấy chưa? Đó, xoắn ốc thôi, đơn giản thôi. Rồi thì những cái hình này thì là cái đường thẳng thì nó sẽ không có cái fill là cái nền, nó chỉ có cái đường viền thôi. Tiếp tục tôi vẽ thêm cái rectangular ridge, là cái này giống như là cái bảng chúng ta vậy ha. Đó, đây là cái bảng này, không có fill nha, không có nền, chỉ có cái stroke là cái đường viền thôi. Đó, bạn được quyền đổi màu, giả sử tôi đổi thành màu xanh lá cây, thuộc cái của cái stroke này là cái đường viền. Rồi đây là cái bảng. Tiếp tục với cái polar ridge, là cái này tương tự như cái bảng, mà cái này là cái bảng bạn có quyền giữ phím shift cho nó ra hình tròn, thấy chưa? Nó như là cái ổ nhân mũi gì đó ha. Nó tôi đại khái nói gì cho các bạn hình dễ hình dung, nhưng mà nó là cái dạng hình tròn có những cái đường lưới đồng tâm đó, thấy chưa? Rồi tất cả những hình này thì chúng ta được quyền thay đổi cái màu sắc và cái hình nền, và di chuyển cũng được ha. Bạn muốn di chuyển thì bạn chọn cái công cụ là chữ V hay là selection tool để chúng ta di chuyển, và chúng ta tô màu, thấy chưa? Thì cái bước đây là cái bước khởi đầu để các bạn tạo ra các đối tượng cơ bản của chúng ta để chúng ta tô màu và di chuyển, chỉ đơn giản vậy thôi. Qua video sau thì tôi sẽ thực hiện lại những tất cả những cái hình này lại, nhưng mà với cái cách là chúng ta sẽ tùy biến chỉnh sửa theo ý chúng ta, chứ chúng ta không chỉ đơn thuần là tạo ra những cái hình này ha, không chỉ đơn thuần là tạo ra và tô màu đơn giản như thế này. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.